Thời gian gần đây, ở một số bệnh viện trên địa bàn Quảng Ngãi xảy ra vụ việc đối tượng giả danh nhân viên y tế lừa gạt tiền người dân lấy tiền. Cách đây ít ngày, trong lúc nuôi vợ sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, một phụ nữ khoác bộ blue trắng đến mượn điện thoại của anh Nhật gọi cho người thân. Chờ lâu không thấy trả lại điện thoại và cũng không thấy nữ nhân viên y tế đâu, anh Nhật mới biết mình bị lừa. Rồi, lúc đó em cũng có lòng tin để em nghĩ nhân viên thôi, nên là em muốn vô tư đưa cho cô mượn điện thoại. Gọi mà cô có hỏi mật khẩu, em mật khẩu điện thoại em cũng đưa chị. Xong em vừa lần em cũng ra vô nhưng mà vẫn thấy chị ngồi đó. Tầm khoảng như con camera dưới tầm khoảng hơn phút á. Thì em không thấy của ngồi đó nữa, nên em xuống em lấy điện thoại em gọi vào số điện thoại của em, nhưng mà thuê bao. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng và một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, một số người dân bị lừa mất tiền với thủ đoạn này. Nghe biết là cô cho cháu mượn 100 ngàn rồi mẹ chồng cái gì, cái chồng chút chồng cái lên chồng cho trả. Đó. Thì cô này cũng nghĩ là nhân viên y tế, cô thì bà rút ra thì có 100 mấy ngàn thôi, bà kêu có đường trăm này. Thủ đoạn của bọn chúng là giả nhân viên y tế, bác sĩ, trà trộn vào bệnh viện, lừa khám chữa bệnh hoặc bán hàng gian, hàng giả, tìm sơ hở để trộm tài sản. Cơ quan công an chúng tôi là tuyên truyền đến người dân, đối với nâng cao cái ý thức, cảnh giác của mình trong việc quản lý tài sản. Cái thứ hai là người bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân, khi có những cái yêu cầu liên quan đến cái việc điều trị bệnh của mình thì liên hệ đến khoa khám điều trị bệnh của mình hoặc bác sĩ điều trị và bác sĩ điều dưỡng của trực tiếp nơi phòng khám để mà trực tiếp được hướng dẫn. Người dân cần tỉnh táo và cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trong bệnh viện. Khi phát hiện các dấu hiệu khả nghi, cần báo ngay với bảo vệ của bệnh viện hoặc cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời.